Trân trọng mến chào toàn thể quý vị và các bạn thân mến, mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và an lạc trong cuộc sống. Trong video hôm nay thì Duy sẽ chia sẻ một cái đề tài cũng khá là lạ. Đề tài được mang tên đó là cái cách sống đơn giản mà giàu có và những cái lợi ích và cái phương pháp để chúng ta thực hiện cái lối sống này. Nếu chúng ta biết cách sống đơn giản đúng đắn đó thì chúng ta sẽ luôn luôn cảm nhận được cái sự hạnh phúc cho bản thân mình, hạnh phúc cho gia đình mình và hạnh phúc cho những người sống xung quanh mình. Và một cái điều thứ hai của lối sống đơn giản đó là chúng ta phải sống giàu có. Và sự giàu có đây mà Duy định nghĩa đó là giàu có cho bản thân mình và sống giàu có cho cộng đồng của mình. Trong video ngắn hôm nay thì Duy sẽ chia sẻ hết tất cả những cái bí mật này cho quý vị, giúp cho quý vị có một cái cách sống đơn giản, hạnh phúc mà giàu có thực sự. Video mà Duy thực hiện hôm nay chỉ mang cái tính chất là gợi mở, mang tính chất tham khảo và chia sẻ cho quý vị. Quý vị không nhất thiết phải làm theo, nhưng nếu như quý vị cảm thấy video này có ích và phù hợp với bản thân mình thì quý vị có thể thực hành. Vậy thì như thế nào gọi là sống đơn giản? Theo cái định nghĩa của Duy đó, thì sống đơn giản là một cái lối sống mà chúng ta sẽ giảm tối đa những cái nhu cầu về vật chất không cần thiết và chúng ta tập trung tối đa toàn bộ thời gian, cái nguồn lực của mình cho những cái giá trị tinh thần, những cái giá trị về tâm linh. Mà quý vị cũng biết á, là những cái giá trị tinh thần thì nó vô hạn, nó không có giới hạn, nó rất là rộng lớn. Còn những giá trị về vật chất á, thì nó luôn luôn bị giới hạn. Việc mà chúng ta theo đuổi cái lối sống đơn giản có mang lại những cái lợi ích gì hay không? Thì những cái lợi ích của lối sống đơn giản thứ nhất á, đó là chúng ta sẽ có rất là nhiều thời gian cho những cái công việc mà chúng ta cảm thấy là có ý nghĩa. Cái thứ hai là chúng ta có rất nhiều thời gian để chăm sóc cho chính bản thân mình, đặc biệt là chăm sóc cho cái phần tâm linh, cũng như là nâng cao những cái giá trị về tinh thần cho chính bản thân mình. Cái lợi ích thứ ba của lối sống đơn giản đó là chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian để cho gia đình mình, cho vợ con của mình, cho cộng đồng của mình. Nếu chúng ta có thời gian để cho gia đình và cho con cái của mình, tức là chúng ta cũng là người giàu có rồi đó quý vị. Chúng ta đừng nghĩ giàu có là phải có rất là nhiều tiền, mà có nhiều thời gian để cho đi cũng là giàu có. Và Duy quan sát trong xã hội đó thì có rất là nhiều người giàu có về tiền bạc, về vật chất, nhưng mà họ rất nghèo về thời gian. Họ không có thời gian để cho gia đình mình, cho vợ con mình, cho cộng đồng của mình. Và đặc biệt là họ nghèo đến mức mà không có thời gian để chăm sóc chính bản thân của mình. Và cái ý lớn quan trọng tiếp theo mà Duy chia sẻ đó là làm sao mà chúng ta thực hành được cái lối sống đơn giản mà giàu có. Theo Duy thì để thực hành được cái lối sống đơn giản thì trước tiên quý vị phải có cái suy nghĩ đơn giản. Và để có suy nghĩ đơn giản thì lần lượt Duy sẽ giải quyết cho quý vị bốn cái vấn đề rất là quan trọng mà quý vị mắc phải, khiến cho quý vị thường lo lắng khi chúng ta thực hành cái lối sống đơn giản. Cái vấn đề lớn thứ nhất đó là chúng ta phải giải quyết được bốn cái nhu cầu cơ bản nhất trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Đó là nhu cầu về nhà ở nè, nhu cầu về cái ăn nè, nhu cầu về quần áo mặc nè, và cái nhu cầu về vấn đề giải quyết bệnh tật. Và rất may mắn đó quý vị, là vào năm 2012, Duy đã xem được một cái video vô cùng có giá trị. Cái video được mang tên là Life is Easy của tác giả là John Chandai, đã được trình bày trên cái kênh YouTube TED Talk của Google. Thì quý vị có thể tham khảo lại cái video này. Cái video này quý vị click vào cái đường link bên trên này, hoặc là xem cái video đó ngay trong cái phần mô tả bên dưới cái video này. Thì John Chandai đã tìm ra cái giải pháp để giải quyết được bốn vấn đề về nhà ở, về cái ăn, về cái mặc và về vấn đề bệnh tật vô cùng đơn giản, nhưng với điều kiện là quý vị phải có một cái mảnh đất nho nhỏ. Và theo Duy nghĩ đó thì ở Việt Nam của chúng ta sẽ có rất là nhiều người có cái khả năng, tức là có cái năng lực tài chính để sở hữu cho mình một cái miếng đất nho nhỏ ở một cái nơi có thể là xa xôi, để chúng ta mua với một cái giá rẻ, và từ cái miếng đất đó chúng ta có thể hoàn toàn giải quyết được bốn cái vấn đề mà Duy vừa nêu. Đặc biệt là trong cái mùa đại dịch Covid này á, thì nếu mà ai thực hành được cái điều này thì vô cùng có ích cho bản thân mình và gia đình mình. Và nhân tiện đây thì Duy cũng xin tóm gọn những cái ý chính mà John Chandai chia sẻ trong cái video của mình, làm sao để giải quyết được bốn cái nhu cầu cơ bản. Thì vấn đề đầu tiên là về nhà ở đó, thì John Chandai quan sát trong tự nhiên đó thì thấy là các cái loài chim xây tổ trong vòng vài ngày, hoặc là con cua chỉ đào hang trong vòng có một ngày đêm thôi. Nhưng mà con người của mình lại xây một cái nhà rất là hoành tráng và chúng ta phải trả nợ 40 năm ngân hàng để có được cái nhà đó. Trong khi John Chandai đó về trên cái mảnh vườn của mình đó,
Ông ta sử dụng những cái vật liệu tự nhiên sẵn có và mỗi ngày chỉ bỏ ra khoảng 2 giờ đồng hồ và trong vòng 2 tháng có thể xây xong một ngôi nhà. Và ông ta đã thực hiện là đến 10 cái ngôi nhà khác nhau trên cái mảnh đất của mình. Để giải quyết vấn đề cái ăn đó, thì John Chandai đơn giản là ông sưu tập những cái hạt giống và trồng rất là nhiều loại cây trồng trên cái mảnh đất của mình. Trong đó có lúa, trong đó có các loại rau, trong đó có rất là nhiều loại cây khác nhau để làm lương thực, thực phẩm. Và cách trồng trọt hoàn toàn tự nhiên, trồng theo cái phương pháp là trồng hữu cơ và ăn rất là an toàn cho sức khỏe. Ngoài ra còn dư giả để mà chia sẻ cho cộng đồng của mình. Thì quý vị thấy là mỗi ngày John Chandai chỉ bỏ ra khoảng 1 giờ đồng hồ để chăm sóc cái mảnh vườn của mình, nhưng mà có thể nuôi sống được 5 người trong gia đình, 5 người trong gia đình nha quý vị. Và đồng thời còn dư cái thức ăn, dư cái nguồn lương thực để chia sẻ cho bà con, cho làng xóm của mình nữa. Về vấn đề cái mặt đó thì John Chandai đặt ra câu hỏi là tại sao chúng ta phải chạy theo thời trang? Thời trang đâu có thay đổi được cái giá trị con người của chúng ta đâu. Thì bây giờ chúng ta hãy ăn mặc đơn giản đi. Và John Chandai càng ăn mặc đơn giản thì những cái người mà đến học tập cái lối sống đơn giản của John Chandai lại tặng cho ông ta rất là nhiều quần áo, và ông ta phải mang những cái quần áo dư thừa đó để mà đem phân phát cho đi bà con hàng xóm của mình. Để giải quyết vấn đề bệnh thì John Chandai mới đặt ra một cái câu hỏi là tại sao chúng ta bệnh? Chúng ta bệnh bởi vì chúng ta có cái cách ăn uống lối sống không đúng. Vậy thì nếu mà chúng ta bệnh mà chúng ta ngồi chúng ta suy ngẫm lại là chúng ta đã ăn gì, chúng ta đã sống ra làm sao và chúng ta điều chỉnh cái ăn uống lối sống đó lại thì chúng ta không bệnh nữa. Do đó mà John Chandai có thể giải quyết dễ dàng cái vấn đề bệnh tật mà không phải phụ thuộc vào cái hệ thống y tế và thuốc men rất là đắt đỏ. Cái vấn đề lớn thứ hai mà ngăn cản quý vị sống đơn giản đó là quý vị thường trăn trở là làm sao để chúng ta để lại cái tài sản cho con. Thì nhân tiện đây Duy cũng xin chia sẻ cho quý vị. Theo quan niệm của Duy thì cái tài sản lớn nhất mà Duy có thể để lại cho con mình đó chính là cái kiến thức và thứ hai là cái kỹ năng sinh tồn. Thì kiến thức thì quý vị có thể dạy cho con mình rất là đơn giản bằng cách là khuyến khích chúng hãy thường xuyên đọc sách và tư duy suy nghĩ. Và nếu như thắc mắc thì hỏi cha mẹ. Thì Duy thường xuyên là khuyến khích con mình đọc sách. Duy mua rất là nhiều sách cho con. Thích sách nào thì sẽ mua sách ấy. Và sau đó là bé đọc sách thì sẽ hỏi những câu hỏi và Duy và vợ sẽ trả lời những cái câu hỏi đó. Thì thông qua cái cách này đó thì bé sẽ khơi mở cái tính tò mò và bé rất là thích tự học, ham đọc sách. Và điều thứ hai chúng ta cho con là những cái kỹ năng sống. Thì với những cái kỹ năng sống như vậy đó thì bé có thể dễ dàng thích nghi với cái môi trường, bất kỳ cái môi trường sống nào trên cái quả địa cầu này. Những cái kỹ năng sống đơn giản mà mình dạy cho bé, ví dụ như là bơi lội nè, ví dụ như là nấu cơm như thế nào nè, là dọn dẹp nhà cửa nè, cách ăn cách ngủ như thế nào nè, vân vân. Thì với những cái kỹ năng sống như vậy đó thì bé hoàn toàn có thể tự mình thích nghi với bất kỳ cái môi trường nào mà mình muốn sống. Rất là nhiều quý phụ huynh là trưởng thành trong cái sự gian khổ và thiếu thốn, thì đáng lý ra là chúng ta phải cảm ơn cái hoàn cảnh thiếu thốn và sự đau khổ đó đã hun đúc và nuôi dưỡng cho chúng ta có một cái ý chí, cái nghị lực phấn đấu vươn lên và chúng ta trưởng thành. Nhưng mà khi chúng ta có con đó thì chúng ta lại bội bạc lại những cái giá trị đó. Chúng ta không muốn con mình là phải cực khổ, chúng ta muốn con mình có điều kiện tốt nhất, được sung sướng nhất để chúng phát triển. Nhưng mà vô tình chúng ta hại con mình, càng tạo ra những điều kiện sung túc, những điều kiện thuận lợi cho con thì vô tình là làm thui chột đi cái ý chí và cái nghị lực phấn đấu của con mình. Duy nói đến đây không có nghĩa là khi chúng ta có điều kiện vật chất thì chúng ta bo chúng ta giữ hoặc là chúng ta không biết tạo điều kiện cho con, mà chúng ta hoàn toàn có thể cho con những điều kiện này, nhưng với điều kiện là chúng ta phải dạy chúng nhận thức được là cái tầm quan trọng của cái giá trị sức lao động và đặc biệt là phải biết cách chia sẻ và cảm thông với những cái mảnh đời bất hạnh, những cái hoàn cảnh khó khăn và không bao giờ xem thường những cái người trong cái hoàn cảnh khó khăn, bởi vì chính những cái người mà được hun đúc tinh thần trong những hoàn cảnh khó khăn đó có thể là sẽ tương lai sẽ phát triển vượt bậc. Cho nên chúng ta có điều kiện vật chất nhưng mà chúng ta có một cái thái độ, một cái suy nghĩ đúng đắn, biết chia sẻ, biết cảm thông, biết hiểu về những cái giá trị sức lao động thì chúng ta càng phát triển. Và Duy cảm nhận được rằng là trong cái xã hội này thì rất ít cha mẹ có thể thực hiện được cái điều này. Quý phụ huynh hoàn toàn có thể cho con mình một cái nghề và với cái nghề đó chính là cái tài sản quý giá nhất theo con mình suốt cuộc đời. Và với cái nghề đó thì con mình có thể sống cả cuộc đời, nó như một cái tài sản xài hoài không hết. Cho nên nhiều cha mẹ cố gắng nuôi con thành đạt, có một cái nghề để sống, đó là một cái lý tưởng rất là tốt. Và một điều đặc biệt là chúng ta hãy cho con mình cái quyền lựa chọn cái cuộc sống của bản thân chúng. Chúng có quyền tự do để chọn lựa cái nơi sống, cái nơi ở, cái nơi làm việc, cái nghề mà mình thích.
Nghĩa là chúng hoàn toàn tự do quyết định cái vận mệnh, cái cuộc sống của mình. Chúng ta đừng nên can thiệp quá sâu vào những cái điều này. Vô tình chúng ta biến con mình thành những robot chỉ biết vâng lời. Mỗi con người sinh ra trên cái quả địa cầu này đó thì đều được ban tặng cái quyền tự do. Thì trong đó có cái quyền tự do ý chí, tức là tự do suy nghĩ, tự do chọn lựa, tự do bày tỏ cái ý kiến cá nhân của mình. Đôi khi thì sự đúng sai không quan trọng, mà quan trọng là chính là được trải nghiệm cái cuộc sống mà mình mong muốn được sống. Duy chia sẻ đến đây thì quý vị thấy là chúng ta không phải bận tâm, phải làm việc cật lực, phải dành rất là nhiều thời gian để tích lũy của cải để cho con mình, mà chúng ta hoàn toàn có thể cho con những cái giá trị tốt đẹp lớn lao hơn là vật chất, và chúng hoàn toàn có thể sống cái cuộc đời mà mình lựa chọn, và mình hoàn toàn có thể yên tâm về cuộc sống của con cái mình sau này. Cái điều quan trọng thứ ba mà cản trở quý vị sống đơn giản đó là việc làm và tiền. Thì theo quan điểm của Duy á, thì việc làm chẳng qua nó là một cái công cụ để chúng ta tạo ra cái giá trị cho xã hội. Còn tiền là gì? Tiền chỉ là cái phương tiện để chúng ta sống. Và khi chúng ta có việc làm, khi chúng ta tạo ra giá trị thì ắt hẳn là chúng ta có tiền. Bởi vì tiền thực ra là một cái vật trung gian để trao đổi giá trị mà thôi. Cho nên nếu quý vị đặt cho mình một cái câu hỏi là làm sao để mình tạo ra giá trị, thì cái làm sao để tạo ra giá trị thì quý vị sẽ tạo ra được cái việc làm cho chính bản thân mình. Và khi chúng ta mang cái giá trị đó chúng ta cho đi, cho xã hội, cho mọi người, cho cộng đồng, thì xã hội, cộng đồng sẽ trả lại cho chúng ta, đền đáp cho chúng ta bằng tiền hoặc là những cái vật chất tương ứng. Và nếu chúng ta suy nghĩ cách nào để chúng ta cho cái giá trị đó càng nhiều người thì chúng ta lại càng có nhiều tiền. Cho nên thay vì bận tâm vào cái việc làm và tiền thì chúng ta hãy suy nghĩ làm sao để chúng ta tạo ra giá trị và chúng ta cho đi. Mà trong cái xã hội hiện nay thì có rất nhiều cách để quý vị tạo ra giá trị. Chúng ta không cần phải bám víu vào chính cái việc làm, cái chuyên môn của mình, mà chúng ta có thể làm được rất là nhiều việc. Đặc biệt là trong cái thời đại Internet hiện nay thì chúng ta có thể làm rất là nhiều cái công việc mà tạo ra cái nguồn thu nhập thụ động. Như nói ví dụ như là quý vị có thể là viết sách nè, quý vị có thể là dạy học online nè, quý vị có thể làm cái kênh YouTube giống như Duy để chia sẻ với cộng đồng nè, vân vân và vân vân. Và nếu như quý vị cho đi càng vô tư, càng công tâm, thì theo một cái quy luật hiển nhiên của vũ trụ này là quy luật nhân quả đó, thì ắt hẳn là vũ trụ sẽ trả lại cho bạn những cái giá trị tương ứng và có thể nhiều hơn nữa. Và một điều nho nhỏ mà Duy muốn chia sẻ với quý vị, nếu như quý vị á, chọn ưu tiên một á, là việc làm, rồi sau đó chúng ta chọn cái nơi ở á, thì nhiều khi chúng ta ở một cái nơi mà chúng ta không có thích, và chúng ta có thể dễ dàng chúng ta bị ức chế, chúng ta không thấy thoải mái, chúng ta không thấy hạnh phúc. Nhưng nếu như quý vị hiểu về vấn đề việc làm và tiền đó, thì quý vị hoàn toàn có thể ưu tiên một là chọn cái nơi mình ở trước, cái nơi mà mình thích ở, rồi sau đó mình mới tìm kiếm cái việc làm mà mình tạo ra được cái giá trị và cho đi, và mình sẽ giải quyết được cái vấn đề là việc làm. Nếu mà thực hiện được cái điều này thì quý vị hoàn toàn có thể tự do và tận hưởng cái cuộc sống hạnh phúc của bản thân mình. Cái vấn đề thứ tư mà cản trở quý vị sống đơn giản đó là cái sự lo lắng về bệnh tật và tai nạn. Thì theo quan điểm của Duy đó, thì bệnh tật không phải tự nhiên nó đến, mà bệnh tật nó đến là có nguyên nhân của nó. Thì nếu như quý vị sống thuận tự nhiên, chúng ta biết ăn uống và cái sinh hoạt đúng đắn thì chúng ta không bao giờ mắc bệnh. Nếu như quý vị quan sát các cái con vật trong tự nhiên đó, thì nó sống tự nhiên, nó sống đơn giản và không hề mắc bệnh. Và nếu như quý vị nào quan tâm về vấn đề cách giữ gìn sức khỏe bằng cách là ăn uống và cái lối sống phù hợp, thì quý vị hãy theo dõi những cái video mà Duy đã thực hiện về thực dưỡng hiện đại, cách ăn uống theo thực dưỡng hiện đại, thực hiện lối sống theo thực dưỡng hiện đại và cái cách từng bước để chúng ta chuyển qua thực dưỡng hiện đại như thế nào. Quý vị hãy click vào cái đường link bên trên này hoặc là xem cái chuỗi video về thực dưỡng hiện đại ngay trong cái phần mô tả bên dưới cái video này. Còn về vấn đề tai nạn thì chúng ta giải quyết như thế nào? Thì tai nạn đó không tự nhiên ập đến đâu quý vị, mà tai nạn nó đến cũng có lý do của nó. Thì xét cho cùng đó thì chúng ta thường bị tai nạn trong những trường hợp sau đây là chúng ta tham gia lao động nhưng mà chúng ta không đảm bảo những cái nguyên tắc về an toàn lao động. Cái thứ hai là chúng ta tham gia những cái hoạt động sinh hoạt hàng ngày, tham gia những cái hoạt động sống, tham gia giao thông mà chúng ta bất cẩn hoặc là chúng ta mất tập trung. Mà cái việc bất cẩn, mất tập trung là do cái tinh thần của chúng ta không được minh mẫn, chúng ta không có tập trung. Hay nói khác hơn là nếu như chúng ta tập trung, chúng ta làm việc nào ra việc nấy và chấp hành đúng những cái nguyên tắc về an toàn lao động thì dường như cái xác suất mà xảy ra tai nạn là bằng không.
Và nếu như có xảy ra tai nạn trong những cái trường hợp khách quan bất khả kháng thì những tai nạn đó duy nghĩ nó cũng nhẹ và chúng ta dễ dàng vượt qua. Và nếu như quý vị tìm hiểu về cách ăn uống theo thực dưỡng, chúng ta có một cái sức khỏe tốt, chúng ta dẻo dai, chúng ta có một cái tinh thần minh mẫn thì khó mà chúng ta bệnh và bị tai nạn. Hay nói khác hơn là theo cái ngôn ngữ đạo Phật đó, thì chúng ta sống trong cái chánh niệm và tỉnh thức thì chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ được bản thân mình, chúng ta có thể làm chủ được bệnh tật, chúng ta có thể làm chủ được tai nạn và những cái điều mà sẽ ập đến với mình trong tương lai. Rất là nhiều người nghĩ rằng là cái người giàu có là cái người có rất là nhiều tiền hoặc là sở hữu rất là nhiều tài sản và vật chất. Nhưng mà theo bản thân Duy đó, thì cái người giàu có thứ nhất là cái người có rất nhiều thời gian, và thời gian đó dành cho bản thân mình, cho gia đình mình và cho cộng đồng của mình. Cái thứ hai là khi chúng ta có thời gian, chúng ta sẽ tạo ra những cái giá trị, và cái người tạo ra giá trị và cho đi những cái giá trị đó có thể là giá trị vật chất, có thể là giá trị tinh thần, có thể là một cái lời khuyên. Thì khi mà chúng ta tạo ra những cái giá trị đó, chúng ta cho đi và cho càng nhiều người thì chúng ta càng giàu có. Và một lẽ dĩ nhiên là khi chúng ta cho đi những cái giá trị đó thì xã hội, cái vũ trụ này theo quy luật nhân quả sẽ trả lại cho chúng ta những cái giá trị tương ứng. Trong thời hiện đại ngày nay thì cái lối sống mà chạy theo vật chất đó, làm giàu về vật chất đó, luôn luôn được khuyến khích. Nhưng mà quý vị thử nghĩ đi, tất cả 8 tỷ người trên cái thế giới này ai cũng làm giàu theo kiểu là chạy theo vật chất như vậy đó, thì chắc chắn là cái môi trường của chúng ta sẽ bị ô nhiễm. Cái thứ hai là cái sự chênh lệch về giàu nghèo giữa người giàu và người nghèo là không bao giờ có thể giải quyết được. Nhưng nếu như càng nhiều người chuyển hướng là sống đơn giản về mặt vật chất, nhưng mà chúng ta lại có nhiều thời gian để chăm lo cho bản thân mình, cho xã hội, cho gia đình mình, và chúng ta có nhiều thời gian để tạo ra những cái giá trị về tinh thần, tạo ra những cái giá trị tâm linh, và chúng ta biết cách chia sẻ những cái giá trị đó, chúng ta biết cách cho đi cái thời gian của mình, thì nhất định là cái xã hội này, cái quả địa cầu này nó sẽ luôn luôn xanh sạch đẹp, cái môi trường luôn tốt. Và cái thứ hai là con người luôn luôn là những người giàu có, và con người luôn luôn khỏe mạnh, cảm thấy hạnh phúc và cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa. Cho nên theo bản thân Duy nghĩ, nếu chúng ta sống đơn giản về mặt vật chất nhưng chúng ta biết làm giàu thời gian và làm giàu cái cuộc sống tinh thần và biết cho đi những cái giá trị đó để trở thành những người giàu có, thì nhất định đó chính là cái lối sống bền vững và giúp cho cái xã hội của chúng ta trường tồn mãi mãi. Duy hy vọng là cái video hôm nay sẽ mang lại nhiều lợi ích cho quý vị, đặc biệt là quý vị nào muốn thực hiện cái lối sống đơn giản để chúng ta có nhiều thời gian cho gia đình, cho bản thân và tạo ra nhiều giá trị để cống hiến cho xã hội, cho cộng đồng của mình. Nếu quý vị thấy video này có ích thì đừng quên nhấn like hoặc là click share để chia sẻ cho nhiều bạn bè khác cùng xem video. Và đừng quên đăng ký kênh YouTube Duy Võ để tiếp tục đón xem nhiều video mới rất thường xuyên nha quý vị. Nếu như quý vị có bất kỳ cái câu hỏi nào đó thì hãy để lại cái câu hỏi đó ngay trong cái phần comment bên dưới cái video này. Duy nhất định sẽ đọc và trả lời từng câu hỏi của quý vị. Và nếu như quý vị nào muốn liên hệ trực tiếp với Duy thì hãy liên hệ qua cái số Zalo hay là thông tin ngay bên cạnh. Số Messenger 0818672707, hoặc là quý vị có thể liên hệ gọi điện thoại trực tiếp qua số điện thoại 0946778933. Duy chân thành cảm ơn quý vị đã ủng hộ kênh Duy Võ trong thời gian qua. Mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong một cái ngày hữu duyên gặp trực tiếp để chúng ta có thể chia sẻ về cái lối sống đơn giản. Chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video hôm nay và hẹn gặp lại quý vị trong video mới nhất, sớm nhất. Trân trọng, mến chào.